Hello, xin chào tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Thì hôm nay em cũng có về một số con điện thoại cũ giá tầm trung. Em cũng muốn giới thiệu lại để cho anh chị cô chú nào mà có nhu cầu mua điện thoại thì cứ liên hệ bên em nha. Thì đầu lai em cũng nhắc lại cái hình thức bán hàng ở bên em nha anh chị. Thì bên em là chuyên mua bán điện thoại cũ tại nhà. Địa chỉ là ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Nếu mà anh chị nào ở gần địa chỉ của em ấy thì có thể đến trực tiếp nhà em xem máy, test máy nha. Còn nếu mà như ở xa thì bên em có hỗ trợ hình thức là ship code toàn quốc nha anh chị. Thì thời gian giao hàng khoảng từ 3 đến 5 ngày tùy theo khu vực nha. Anh chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha anh chị. Anh chị mua hàng bên em thì vui làm cọc cho em trước 50 ngàn hay là 100 ngàn, tùy theo cái giá trị điện thoại mà số tiền cọc nó khác nhau nha anh chị. Nếu mà anh chị nào mà có số tài khoản thì chuyển khoản cho em cọc thì càng tốt nha. Còn mà nếu không có thì cọc cạc cho em cũng được nha anh chị. Rồi đầu la thì em cũng xin giới thiệu luôn nha. Hôm nay em có về mấy con điện thoại như là Samsung, Redmi, Oppo, Vmax. Và đặc biệt là em có về hai con điện thoại nguyên hộp, zin nguyên hộp nha anh chị. Rồi em cũng xin giới thiệu luôn nha. Đây là Oppo A31 nha anh chị, còn zin nguyên hộp luôn ha. Đây. Em về được hai con, có màu xanh lá này, có màu xanh lá và màu hồng. Màu đỏ hồng nha anh chị. Đây ha. Rồi đây, Oppo A31 còn còn nguyên zin viên nguyên hộp nha anh chị. Có màu xanh và màu đỏ nha anh chị, và màu đỏ tím này ha. Em giới thiệu từng con luôn nha. Đây. Còn nguyên zin hết nha anh chị. Rồi. Con này là Oppo A31. Phiên bản là RAM 6, bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Đây. Oppo A31 đi ha. RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Con này màn hình của nó là 6.5 inch nha anh chị. 6.5 inch HD cộng ha. Con này chạy chip là MediaTek Helio B35 nha anh chị. Pin là 4230 và nó chạy hệ điều hành là Android 9 chấm ha. Đây. Còn nguyên zin nguyên tem hết luôn nha anh chị. Nói chung là máy full hộp ha. Cam kiết rất là nét, rất là đẹp nha anh chị. Đây ha. Thì có hai màu, màu xanh lá, và màu đỏ đỏ tím ha. Thì anh chị thích con nào thì comment cho em con đó nha anh chị. Gọi gọi điện thoại hoặc là app Zalo, số điện thoại của em qua Zalo, em sẽ tư vấn trực tiếp cho anh chị nha. Rồi, giá của Oppo A31 thì nguyên hộp như thế này thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị là 3 triệu rưỡi nha anh chị. Giá 3 triệu rưỡi này, nó kèm kèm tất cả phụ kiện này, các chọc sim này ha, cái cáp sạc nguyên của nó nha anh chị. Đây, bộ sạc nguyên của nó này, cái cây sim này và một cái ốp lưng nữa nha anh chị. Ốp lưng trong dẻo ha. Đây. Rồi giá 3 triệu rưỡi mỗi con nha anh chị. Anh chị mua mấy cái con full hộp này thì yên tâm mà xài ha, không có vấn đề gì hết nha anh chị, không có lỗi lầm gì hết nha anh chị. Rồi con màu tím, màu đỏ tím cũng tương tự như vậy ha, cũng RAM 6, bộ nhớ 128 GB luôn nha anh chị. Zin nguyên hết nha. Giá 3 triệu rưỡi ạ. Nó cũng gồm có bộ sạc nguyên zin của nó nè, cái miếng dán cường lực, một cái ốp lưng và cái khe chọc sim nha anh chị. Cái chọc sim ha. Rồi. Tiếp theo là em có một con Huawei 2i nha anh chị. Đây. Huawei 2i, nói chung con này ngoại hình của nó còn khoảng 98%, 98, 99% luôn ha. Còn rất là đẹp nha anh chị. Màu xanh,
màu xanh dương ha. Thì con này là cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 64GB nha anh chị. Màn hình là 5.9 Full HD cộng ha. Con này thì chạy chip là Kirin 659 nha anh chị. Đây. Huawei Nova 2i ha, phiên bản Android 8 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB này. Màn hình của nó rất là trắng này ha, không ám ố gì hết nha anh chị. Mọi chức năng được ok hết, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G ha. Đây cam kiếp của nó này ha, rất là đẹp luôn. Con này pin của nó là 3340 nha anh chị. Rồi giá của Huawei 2i như thế này thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị là giá 1.600.000 nha. Giá 1.600.000 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo mình có một con Redmi 5 LED nha anh chị. Redmi 5 LED nha. Con này thì hình thức của nó cũng tương đối đẹp nha anh chị. Đây giới thiệu điện thoại ha. Đây Redmi 5 LED này, con này phiên bản thì RAM 4 bộ nhớ là 64GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB ha. Android của nó là 8 chấm. Con này thì pin 4000 nha anh chị. Chị mua về chơi game hay là mua cho bé học online, xài con này thì rất là ok. Nhân văn tay con đầy đủ nè. Hình thức của nó là không trầy không xước gì nha anh chị. Con này là nó chạy chip Snap là 625 ha. Đây cam kết của nó rất là ok ha. Nè, xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G. Rồi âm thanh này nọ thì đầy đủ hết nha anh chị. Giá của Redmi 5 LED thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị giá 1.800.000 nha. Con phiên bản RAM 4 bộ nhớ 64GB, giá 1.800.000 cho anh chị nha. Tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo mình có một con Redmi 9A nha anh chị. Redmi 9A này, ngoại hình con này cũng còn rất là đẹp nha. Còn khoảng 97% nha anh chị. Thì con này màn hình của nó là 6.5 inch. Đây 6.5 inch đây, rất là to. Mua mấy con này thì về hộp cho bé học online này nọ nha anh chị. Đây màn hình của nó không ám ố gì hết ha, trắng nè. Redmi 9A thì con này bản RAM 2 bộ nhớ là 32GB nha anh chị. Nó chạy họ điều hành Android là 10 chấm nha. Pin con này rất là trâu, pin con này 5000 nha anh chị. 5000 luôn ha. Cam kiếp này nha anh chị, rất là rõ. Xài 2 SIM cùng hỗ trợ SIM 4G ha. Rồi thì giá của con Redmi 9A thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị là giá 1.800.000 nha. Giá 1.800.000 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo mình có một con Hono nha anh chị. Đây là dòng dòng của Huawei á, Huawei Hono 10 Lite. Ngoại hình của nó như thế này nha anh chị ha. Màu xanh dương. Màu xanh dương ở trên nó hơi bạc bạc nha anh chị. Đây vân tay còn đầy đủ hết ha. Thì con này là màn hình là khoảng 6.2 inch nha anh chị. Khoảng 6.2 inch nha. Giới thiệu điện thoại. Rồi Hono 10 Lite này, con này phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ 64GB này ha. Cam kết của nó rất là đẹp nha anh chị. Đây đây ha, xài 2 SIM hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Con này thì nó chạy chip là Kirin 710 nha. Android 10 chấm và pin con này thì 3400. Đây ngoại hình rất là đẹp luôn, vân tay còn đầy đủ. Rồi giá của Hono 10 Lite thì em sẽ đợi giá lại cho anh chị là giá 2 triệu ha. Giá 2 triệu Hono 10 Lite, giá 2 triệu cho anh chị này, rất là đẹp luôn.
Rồi tiếp theo là em có một con Oppo. Đây là dòng Oppo R11S nha anh chị. Oppo R11S ha. Thì con này thì ngoại hình của nó nói chung thì còn khoảng trên 95% nha anh chị. Trên 95% ha. Vân tay còn đầy đủ nha anh chị. Ở trước thì còn cái miếng dán cương lực á. Cái miếng dán bảo vệ thì gỡ ra ha. Đây. Oppo R11 SP nha anh chị. Con này thì phiên bản là RAM 4, bộ nhớ 64GB ha. Android 8.1 này. Mọi chức năng ok hết nha anh chị. Con này nó chạy chip Snap là 660 nha. Chơi game Liên Quân thì nó rất là mượt luôn. Pin 4.000 nha anh chị. Đây cam kiết thì khỏi phải bàn ha. Nè. Phiên bản xài 2 sim nha anh chị, hỗ trợ sim 4G nha. Con này thì màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha anh chị. Rồi, giá của Oppo R11S thì giá 2 triệu ha, em để lại giá cho anh chị là giá 2 triệu con này nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 64GB giá 2 triệu. Oppo F11S tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc luôn ha. Rồi, tiếp theo là con Samsung A11 nha anh chị. Thì em còn một con. Có con này thì màn hình của nó là 6.3 inch ha, 6.3 6.4 inch gì á. Nó chạy hệ điều hành là Android 9 chấm nè. Cấu hình là RAM 3, con này cấu hình RAM 3, bộ nhớ là 32GB ha. Đây RAM 3 bộ nhớ 32GB đây nha anh chị. Con này pin của nó 4.000 nha. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G. Android 9 chấm nha anh chị. Đây, cam kết của nó rất là nét luôn. Con này hỗ trợ sạc nhanh nha anh chị. Vân tay còn đầy đủ ha. Thì ngoại hình còn khoảng 97-98% nha anh chị. Còn khoảng 96-97% á. Rồi giá của Samsung A11 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 2 triệu 2 nha. Giá 2 triệu 2 tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái miếng dán cường lực và một bộ sạc cho anh chị luôn ha. Giá 2 triệu 2 ạ. À. Rồi tiếp theo là mình có một con Oppo F5 nha anh chị. Đây Oppo F5 màu đen. Màu đen ha. Thì con này cấu hình của nó là RAM 4. RAM 4 bộ nhớ 32GB nha. Đây, Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32GB nha anh chị. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G, mọi chức năng đều đầy đủ hết ha. Đây cam kết của nó nè. Rồi, mua về cho bé học online hay mua về xài này nọ thì cũng ok nha anh chị, vân tay con đầy đủ nha. Pin 3.200. Rồi giá của Oppo F5 RAM 4 bộ nhớ 32GB thì em sẽ đổi giá lại cho anh chị 1 triệu 6 luôn nha. Giá 1 triệu 6 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị ha. Thì bên em bán hàng thì sẽ bao test bao xài cho anh chị một tuần, trong vòng một tuần đó nếu mà có lỗi lầm gì đó thì đổi trả lại con khác nha anh chị. Rồi tiếp theo là một con Huawei Nova 3i ha, 3i nha anh chị. Thì con này cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 128GB ha. Này, Huawei Nova 3i. Phiên bản Android 9 chấm nha anh chị. Con này nó chạy chip Kirin 710 ha. Đây RAM 4 bộ nhớ 128GB nè. Cam kết của nó nữa nha anh chị. Đây ha. Vân tay còn đầy đủ luôn nha. Con này thì pin của nó là 3340. Ngoại hình là nói chung là còn khoảng 96-97% nha anh chị. Mua về cho bé học hay là mua về chơi game Liên Quân con này cũng rất là mượt luôn ha. RAM 428GB, màn hình của nó là 6.3 inch, màn hình tai thỏ này. Xài 2 sim, hỗ trợ sim 4G. Rồi giá của con Nova 3i sẽ là 2 triệu 2 nha anh chị. Giá 2 triệu 2 tặng kèm cho anh chị bộ sạc cho anh chị luôn nha.
Rồi tiếp theo mình có một con Vmax nha anh chị. Đây. Đây là Vmax Joy 3 ha. Thì con này hình thức của nó là nắp lưng của nó có bị xước lông mèo nha anh chị. Xước lông mèo như thế này ha, đây. Quăng tay còn đầy đủ này. Thì con này cấu hình của nó là RAM 3, bộ nhớ là 32 GB nha anh chị. Pin con này 5.000 luôn ha. Pin 5.000 thì khá là trâu rồi. Đây. Vmax Joy 3 đây ha. RAM 3, bộ nhớ 32 GB. Con này màn hình của nó là 6.5 inch nha anh chị, rất là to ha. Nó chạy hệ điều hành Android 10 chấm nha anh chị. Nó chạy chip Snap là 632 ha. 632 thì con này chơi game Liên Quân này nọ thì cũng ok ha. Pin 5.000 thì tha hồ mà xài. Sạc là sạc sạc Type-C nha anh chị. Sạc Type-C chui 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 bự nè. Rồi giá của Vmax Joy 3 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1 triệu 8 nha anh chị. Giá 1 triệu 8, Vmax Joy 3 giá 1 triệu 8 nha. Bạn kèm cho anh chị một bộ sạc luôn ha. Rồi. Tiếp theo là một con Realme SER 11 nha anh chị. Thì con này bữa rồi em cũng bán nhiều rồi ha. Thì khách hàng mua mua con này thì yên tâm xài ha. Mấy con này thì nói chung dòng cũng mới ra cho nên mua về xài nó không có vấn đề gì hết. Chức năng ok, mấy con này thì hợp chỉ là mua về cho bé học online hay là mua về xài bình thường này nọ ha. Chứ chơi game Liên Quân thì nó hơi yếu nha anh chị. Tại con này thì cấu hình RAM 2, bộ nhớ 32 GB nha. Màn hình 6.5 inch nè. Màn hình giọt nước, màn hình hiển thị rất là đẹp luôn nha anh chị. Đây. Realme SER 11 ha. RAM 2 bộ nhớ 32 GB. Con này phiên bản Android 10 chấm nè. Pin con này thì 5.000 nha anh chị. 5.000 rất là trâu luôn ha. Ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Còn khoảng 98%. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Đây, cam kết của nó nè. Đây ha. Rồi, giá của Realme SER 11 sẽ là giá 2 triệu nha anh chị. Giá 2 triệu, em tặng kèm cho anh chị một cái miếng dán cường lực và một cái bộ sạc cho anh chị luôn nha. Giá 2 triệu ạ. Rồi tiếp theo là em còn một con Vivo Y91C nha anh chị. Vivo Y91C màu màu đỏ, màu hồng đỏ ha, trên đỏ dưới hồng nha anh chị. Thì con này anh chị mua về xài cho bé học online. Con này thì cấu hình RAM 2, bộ nhớ 32 GB nha anh chị. Màn hình của nó là màn hình 6.2 inch ha, màn hình giọt nước nè. Nó hiển thị rất là đẹp luôn, không ám mố gì hết nha anh chị. Xài hai sim hỗ trợ sim 4G ha. Cam kết của nó này nha anh chị. Đây ha, cam sao của nó hơi hơi mờ nha anh chị. Nói sơ chung cam sao cũng cũng ok ha, không đến nỗi mờ lắm đâu ạ. Rồi giá của Vivo Y91C thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1 triệu 6 nha. Giá 1 triệu 6 tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo đây là con Vivo Y93 nha anh chị. Vivo Y93 thì con này phiên bản là RAM 3, bộ nhớ 32 GB ha. Chết rồi. Đây. Đây con này RAM 3 bộ nhớ là 32 GB ha. Phiên bản Android 8.1 nha anh chị, màn hình cũng 6.2 inch ha. Thì mọi chức năng được ok hết, xài hai sim hỗ trợ sim 4G. Thì con này là cái vân tay của nó bị mất vân tay rồi nha anh chị, không không xài vân tay ha.
Rồi hình thức của nó nói chung là còn đẹp tương đối nha anh chị. Rồi giá con này sẽ là 1 triệu 6 luôn nha anh chị. Vivo Y93 giá 1 triệu 6 nha, mắt vân tay nha anh chị. Rồi tiếp theo là mình có con Samsung A10 ha. Mấy con này thì mua về xài làm máy phụ hay là cho bé học online thì ok ha. Đây RAM 2, bộ nhớ 32GB. Thì con này màn hình của nó cũng là 6.2 inch nha anh chị. Xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G luôn ha. Bên em bán hàng thì không free ship cho anh chị luôn, không free ship nha. Tức là anh chị trả tiền ship giúp em nha anh chị. Nói chung tiền ship khoảng chừng 30 đến 40 ngàn tùy theo khu vực nha. Đây em test cái phần âm thanh cho anh chị xem ha. Rồi giá của Samsung A10 sẽ là 1 triệu 6 nha anh chị. Giá 1 triệu 6 cho anh chị luôn ha. Con này phiên bản Android 10 chấm, pin của nó 3.400 nha anh chị. Rồi giá 1 triệu 6, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là mình có một con Redmi Note 5 nha anh chị. Redmi Note 5 màu đen ha. Thì con này hình thức của nó còn rất là đẹp nha anh chị. Còn khoảng 90 97-98% á ha, màu đen. Con này thì cấu hình là RAM 3, bộ nhớ là 32GB ha. Đây, Redmi Note 5 này. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Con này thì nó chạy chip Snap là 636 nha anh chị, cho nên là mình chơi game rất là ok ha. Cái chip này chip chơi game nha anh chị. Rồi vân tay còn đầy đủ luôn nha anh chị. Pin của nó là 4.000 và nó chạy hệ điều hành là Android 10 chấm luôn nha. Mọi chức năng được ok hết ha. Xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G nha anh chị. Này cam kết của nó này ha. Rồi giá của Redmi Note 5 thì em sẽ để là giá cho anh chị là giá 1 triệu 9 nha anh chị. Redmi Note 5 giá 1 triệu 9, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc ha. Rồi tiếp theo là mình có một con Oppo A5s nha anh chị, màu xanh dương. Oppo A5s màu xanh dương. Con này thì cấu hình RAM 3, bộ nhớ 32GB nha anh chị. Android 8.8.1 ha. Màn hình của nó là 6.2 inch, màn hình giọt nước 6.2 inch này. Pin con này thì 4.230 nha anh chị. Cam ký của nó rất là ok ha. Rồi đây, cam trước cam sau ok hết. Rồi giá của Oppo A5s thì em sẽ đợi lại giá cho anh chị là giá 2 triệu 2 nha. Giá 2 triệu 2, tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng, một cái bộ sạc cho anh chị luôn nha. Rồi tiếp theo là mình có một con Realme 3 nha anh chị. Realme 3 thì con này hình thức của nó nói chung còn rất là đẹp nha, còn khoảng 98% á ha. Realme 3 ở trên thì màu đen, ở dưới thì màu xanh dương nha anh chị. Thì con này cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình là 6.3 inch nha anh chị, màn hình giọt nước ha. Android thì nó chạy hệ điều hành Android 9 chấm ha. Không phải phiên bản Android 10 chấm nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32GB. Màn hình hiển thị rất là đẹp, không ám ố gì hết ha. Xài 2 SIM, hỗ trợ SIM 4G. Đây, cam kết của nó rất là nét nha anh chị. Đây, cam trước cam sau rất là ổn định ha. Rồi, con này có cái là nó bị mất rung nha anh chị. Mất rung ha.
Rồi, giá của Redmi Realme 3 thì em sẽ đổi lại là giá cho anh chị là giá 1 triệu 9 nha anh chị. Giá 1 triệu 9 cho anh chị luôn ha, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị ha. Rồi tiếp theo là em có một con Ri 7 Prime ha. Ri 7 Prime em còn một con. Thì con này anh chị mua vừa xài làm máy phụ hay cho bé học online cũng được nha. Mấy con này thì mình xài rất là êm, rất là cứng nha anh chị. Mọi chức năng được ok hết ha. Con này thì màn hình 5.5 inch nha anh chị. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G. Pin con này thì 3.300 ha. Cam kết của nó nè. Đây nha anh chị. Rồi Samsung J7 Prime thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1 triệu rưỡi 50 ngàn nha. 1 triệu rưỡi 50 ngàn tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là một con Oppo F1S ha. Oppo F1S. Con này thì màu 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 hơi hồng hồng nha anh chị, màu vàng nhưng mà nó hơi ngả màu hồng hồng á. Cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32GB ha. Pin của nó thì 3.200. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Cam kết của nó nè. Rồi, anh chị mua mấy con này về xài học online này nọ cũng ok nha. Mở phần phần chuông cho anh chị xem ha. Ok hết nha anh chị. Rồi, giá của Oppo S1S thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị là giá 1 triệu tư ha. Giá 1 triệu tư, RAM 3, bộ nhớ 32GB, tặng kèm cho anh chị một cái bộ sạc cho anh chị luôn ha. Tặng kèm một cái bộ sạc và một cái ốp lưng cho anh chị nha, giá 1 triệu tư ạ. Rồi, tiếp theo là một con Samsung A6 nha anh chị, Samsung A6 nè. Thì con này màn hình của nó là 5.6 inch nha anh chị, 5.5 inch gì á. RAM 3, bộ nhớ 32GB thì mấy con này thì nó chạy cũng rất là cứng nha anh chị, mua về xài hay là mua về chơi game này nào cũng ok nha. Xài hai sim, hỗ trợ sim 4G nha anh chị. Màn hình hiển thị rất là đẹp ha, màn hình Super AMOLED nha anh chị. Cam kết của nó này. Pin con này thì hình như là 3.300 gì ha. Ngoại hình của nó thì mặt sau kính mặt sau này có hơi bị xước nha anh chị, xước nhẹ ha, cũng không có đáng kể gì. Kính cam cũng ha, cũng cũng có xước này nha anh chị, đây ha. Rồi mấy con này anh chị mua về làm xài máy phụ rất là hợp nha, mấy con này mình xài rất là êm, rất là cứng luôn. Rồi giá của Samsung A6 thì em sẽ đổi lại giá cho anh chị 1 triệu 6 nha. 1 triệu 6 tặng kèm cho anh chị một cái ốp lưng và một cái bộ sạc cho anh chị nha. Rồi, em xin kết thúc like ở đây nha anh chị. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nha. Anh chị nào mà có nhu cầu mua điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc là app Zalo để em tư vấn trực tiếp cho anh chị luôn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.